Life Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với kênh YouTube của Life Finance. Kính thưa quý vị, ở những video lần trước, tôi đã giới thiệu về các loại biểu đồ cơ bản và có nhắc đến mô hình nến Nhật. Tuy nhiên, với video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu và đi sâu hơn nữa về mô hình nến Nhật phổ biến này. Candlestick hay còn gọi là candle tức nến Nhật được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỷ 17. Nguyên tắc của candle rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố như sau. Như thế nào? Quan trọng hơn? Tại sao? Câu này ở đây có nghĩa là biến động giá sẽ quan trọng hơn tin tức và tác động thị trường. Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá. Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động của kỳ vọng và cảm xúc hay tham vọng và sự sợ hãi. Biến động giá không phản ánh giá trị thật. Candlestick được xây dựng bởi 4 yếu tố: giá mở open, giá đóng close, giá cao high và giá thấp low. Khung candle hay còn gọi là thân candle có màu trắng hay đen tùy thuộc vào mức giá. Nếu đóng mở cao hơn giá mở ta có candle trắng white candle, nếu giá đóng thấp hơn giá mở ta có candle đen black candle. Đường kẻ phía trên và phía dưới thân candle thể hiện giá cao nhất hoặc thấp nhất của candle và còn được gọi là chân candle hay còn gọi là bóng của candle, tức là shadow. Phần thân thể hiện giá trị giao dịch mở đầu và kết thúc trong khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút, vân vân hay có thể là một ngày hoặc một tuần trong khi phần thân, phần bóng thể hiện phần giá giao dịch nằm ngoài phạm vi giá mở và giá đóng. Thân candle càng dài, sức mua hay sức bán càng mạnh. Ngược lại, thân candle càng ngắn thể hiện biến động giá thấp. Candle trắng thể hiện sức mua, thân càng dài, sức mua càng mạnh là dấu hiệu người mua kỳ vọng cao vào thị trường có xu hướng đi lên. Nếu nhìn vào tổng quan hơn, khi thị trường đang trong xu hướng giảm xuống, candle trắng dài cho thấy người mua đang xác lập điều khiển thị trường và kỳ vọng giá lên trở lại candle đen thể hiện sức bán thân càng dài sức bán càng mạnh là dấu hiệu người bán kỳ vọng cao vào thị trường có xu hướng xuống nếu nhìn vào tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lên candle đen dài cho thấy người bán đang xác lập điều khiển thị trường và kỳ vọng giá xuống candle thể hiện cuộc chiến tranh giành vị thế giữa mua và bán tức là sự tranh chấp giữa người kỳ vọng thị trường hướng lên và người kỳ vọng thị trường hướng xuống trong một khoảng thời gian xác định có thể so sánh cuộc chiến này với trận đá bóng giữa hai đội bóng mà chúng ta có thể gọi là đội mua và đội bán điểm thấp nhất của candle là bottom cho thấy đội bán đã dùng bóng đến cấm địa của đội mua và điểm cao nhất của candle top cho thấy đội mua đang áp đảo càng gần đến điểm thấp nhất đội bán càng chiếm ưu thế và càng gần đến điểm cao nhất thì đội mua càng tỏ ra áp đảo. Có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh 6 tình huống của cuộc chơi, 6 mô hình candlestick. Một candle trắng dài, long white candle, cho thấy đội mua kiểm soát bóng trong suốt trận đấu. Hai candle đen dài, long black candle, cho thấy đội bán kiểm soát bóng trong suốt trận đấu. Ba candle ngắn và không có chân hoặc chân ngắn, cho thấy không đội nào kiểm soát được bóng và giá hầu như không thay đổi so với lúc ban đầu. 4. Candle dưới chân phía dưới dài cho thấy đội bán kiểm soát phần đầu trận đấu nhưng đã bị mất kiểm soát vào bên đội mua vào cuối trận và đội mua dằn co trở lại. 5. Candle với chân phía trên dài cho thấy đội mua kiểm soát phần đầu trận đấu nhưng đã bị mất phần kiểm soát vào bên đội bán vào cuối trận và đội bán dần co trở lại. 6. Candle với cả hai phần chân đều dài cho thấy cả đội mua và đội bán đều có giai đoạn kiểm soát trận đấu nhưng không ai áp đảo được đối phương và kết quả là vẫn dằn co nhau. Qua video lần này chúng tôi hy vọng các trader sẽ hiểu rõ thêm về nến nhật. Tuy nhiên đây chưa phải là kết thúc đâu, hãy chờ đón những video hữu ích từ chúng tôi quý vị nha. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích chúng ta hãy cùng like share và comment để chúng ta và tất cả những người thân có thể xem cùng quý vị nhé giờ đây tu huyền xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau